Trưa 27 tháng 9 năm 2023, trao đổi với phóng viên báo Thanh niên, một lãnh đạo công an quận Thanh Xuân tại thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đã từng đình chỉ hoạt động khu vực để xe tầng 1 của chung cư mini số 37, ngõ 29 xoẹt 70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, nơi xảy ra vụ cháy khiến 56 người chết và hàng chục người bị thương. Công an quận Thanh Xuân ra quyết định đình chỉ hồi tháng năm vừa qua vì tầng 1 của chung cư mini này vi phạm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, quy định tại điều 17, nghị định 79, Cụ thể, tại tầng 1 công trình này tập trung nhiều chất dễ cháy, khi xảy ra cháy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định đình chỉ hoạt động để khắc phục, nhưng chủ đầu tư không chấp hành. Lãnh đạo công an quận Thanh Xuân cho hay đơn vị đã đình chỉ, nhưng chủ công trình không chấp hành, mời chủ công trình đến để kiểm tra, cũng không đến mà trốn tránh trách nhiệm. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, trên địa bàn quận này có tới 191 công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy đã bị tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động, trong đó có nhiều chung cư mini, nhà trọ, quán karaoke, văn phòng, siêu thị. Tuy nhiên, phần lớn các công trình vẫn đang hoạt động mặc cho chính quyền ra quyết định đình chỉ. Trước đó khoảng 23 giờ 20 phút ngày 12 tháng 9, một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini số 37, ngõ 29 xoạc 70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, đã khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Chung cư này cao 9 tầng, một tum, rộng khoảng 20 m2 mỗi tầng, vượt 3 tầng so với phê duyệt và có tới 45 căn hộ với 150 người sinh sống. Ngày 13 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam ông Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, trú quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ông Minh là chủ đầu tư chung cư mini xảy ra vụ cháy. Bước đầu, Công an Hà Nội xác định vụ cháy xảy ra do chập điện tại khu vực Bình Ác Quy, một chiếc xe tay ga, sau đó lan ra xung quanh.